Xin chào cả nhà. Hôm nay em đi siêu thị cướp mắt cuối tuần. Siêu thị cuối tuần đông vui. Đây là cái khu bán bằng chải với kem bánh răng nè. Đấy. Hôm nay đi sắm một cây bằng chải. Cây bằng chải gì đây? Bữa mình sắm cây này nè, phải không? Anh nhớ là như vậy á. Đi với em có một người bạn. Đây. Kiếm loại nào đây? Nè, cái loại này là loại của Huawei sắm nè. Đang để nhà luôn á. Biết sao không? Chắc anh nghĩ Huawei lấy lộn hay gì á. Phải không? Sắm loại nào ơi? Ok lắm không? Mềm mại đó. Ây dạ. Xin lỗi. Cái nào? Sắm cái nào? Hả? Cây đó cũng được. Thế nào? Này đi. Đi he. Thế là đó đi. Đây cũng có bằng chải nữa. Đây là cái khu gì vậy? Khu bán sữa tắm mà. Đây là khu bán sờ bông bột giặt. Giờ em đang đi kiếm kiếm phở đi. Đây, khu này bán mì gói với phở đồ nè. Rất là nhiều loại. Hả? 5 gói đi. Hủ tiếu năm vàng. Hủ tiếu bò kho. Phở. Bò nó đỏ ngon không? Hả? Cho ăn thử cho ngon ha. Ăn đủ thứ hết trơn hả? Rồi. Cái gì? Hả? Có mì ăn. Mì gì? Mì hái đi. Mì hái thơm lắm. Mì hảo hảo giờ 3.600 con gói hết ta. Người ta bán mình là mì siêu cay hả? Kìa, có mì đậu hái kìa, ăn không? Không ăn. Không ăn thôi. Đâu? Kìa, mì siêu cay kìa. Làm mấy gói đi. Thôi đi. Đi qua cái khu xúc xích thôi. Mua vài cây xúc xích. À, đây là bán bánh. Cô này bán bánh đây. Ê. Trời ơi, dầu ăn kìa. Quá trời luôn. Đây bán đồ hộp á. Cơm mực rồi. Trời. Ai biết? Đây, xúc xích đây cả nhà ơi. Xúc xích gì bự quá vậy nè.
xúc xích bò hay xúc xích heo vậy? Ngô đi. Rồi, cái khu bên đó là khu rau củ quá hả? Hoành tráng quá ha. Đi qua bên kia coi coi có gì mà ăn không? Bên này là bánh kẹo hả? Trời ơi, rau củ nè, nhìn tươi tốt ghê ha. Ở đây nó lạnh lạnh. Lạnh hơn mấy chỗ khác. Cuối tuần ta đi siêu thị đông quá ha. Tỏi nè. Đủ thứ tỏi, loại tỏi luôn. Có bán giá sẵn ở đây hết. Đó là qua. Cái này đồ thức ăn gì vậy? Vô bịch người ta múc ra. Bán 100g á. Ồ, bên đây bán cá. Cá này cá muối. Muối nước đá. Đây là khu quán trái cây. Ăn mặn không? Ai biết em à? Thôi, anh không ăn đâu. Trái này trái gì trời? Dưa lưới hả? Ngộ hả? Rồi giờ mới thấy á. Rồi giờ đi ra tính tiền phải không? Còn mua gì nữa không? Hả? Mua một lon Messi đi. Cho em uống á. Không, em không cần uống đâu. Ê, quên nữa. Đi mua mấy gói mì đi, hồi về ăn lẩu. Đi, hôm qua em dạy coi, hai ba gói mì nữa đi. Lộn khâu rồi, qua đây, quẹo. Quẹo. Bên đây. Nước ướp lạnh đây nè. Nè. Ướp lạnh gì? Thôi đừng có ướp. Mua ấy thôi đừng ướp. Mua mì gì? Mì để ăn với lẩu quá. Con misa đi. Ôi, khu bán mì ta đông ghê luôn á. Đây, con pizza nè. Có hai loại. Mì vàng với mì ấy. Ủa không có mì mà ăn lẩu cộng bự nữa không? Phải không? Mì không gia vị. Lại đi. Lại đi em ạ. À. Bà rối đi. À, ok. Đi vòng bên kia luôn không? Mì gấu đỏ. Thôi đi ra tính tiền đi. Ai điện cho anh vậy ta? Đi. Hiểu đóng anh không?
dầu ăn. Em uống gì không? Mirinda không? À, kìa Mirinda nó đi. Không ngon gì thôi đi về. Để đi. Trễ giờ rồi. Đây giờ đi ra đây tính tiền thôi. Cả nhà ơi, chỗ nào cũng đông hết. Vô chỗ này đi. Bóp đây. Này là gì? Thức uống. Nước uống hả? Đồ ta Milo giờ có vô chai ngọt ha. Ôi đông nghẹt hết trơn. Hả? Thiếu dùng đó luôn á. Thiếu màu đỏ kìa. Cái đó đúng rồi đó. Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.